Đoàn công tác Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước khảo sát nước sạch tại xã Tân Trạch. Qua khảo sát, Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Trạch cần trang bị bồn chứa nước dự phòng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khi thiếu nước, không để tình trạng người dân gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hơn một tháng qua. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục vận động các đơn vị cung cấp nước sạch để hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn trong mùa khô hạn này.